Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ukraine tuyên bố tiến sâu vào vùng Kursk, bắt 100 tù binh Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev tiếp tục giành được nhiều bước tiến ở vùng Kursk của Nga và đã tiến thêm 1 đến 2 km trong ngày 14 tháng 8. Chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn ở vùng Kursk từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bắt hơn 100 tù binh Nga cùng khoảng thời gian này, ông Zelensky viết trên Telegram. Trong video được đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã được tư lệnh quân đội Oleksandr Syrky báo cáo tình hình chiến trường. Theo tướng Syrky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Torez và Porok để ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa. Tướng Syrky cho biết thị trấn biên giới Suzhda của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Việc tìm kiếm và hạ gục đối thủ ở khu định cư Suzhda đã hoàn tất, ông Syrky nói trong video. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của Kiev đã kiểm soát hơn 40 km vuông bên trong vùng Kursk, Tây Nam Nga trong 24 giờ qua. Ông Syrky xác nhận 74 khu định cư ở Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Mặc dù cường độ giao tranh cao, tình hình vẫn được kiểm soát, chúng tôi tiếp tục hoạt động, ông nói. Trước đó, ông Syrky hôm 12 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk. Thiếu tướng Abti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thông báo lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Ukraine tại khu định cư Martinovka ở Kursk. Cuộc tiến công tích cực của họ đã bị chặn lại và hiện họ đang cố gắng tiến vào một số khu vực. Chúng tôi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho họ tại khu định cư Martinovka, nơi họ đã lên kế hoạch di chuyển, ông Alaudinov nói. Bây giờ, họ không thể tiến lên nữa. Một số lượng lớn binh lính và thiết bị đã bị xóa sổ và quá trình này vẫn tiếp tục, ông Alaudinov nói thêm. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ phải chịu những tổn thất không thể khắc phục được khi tiến hành các hoạt động quân sự và cố gắng thiết lập các tuyến đường hậu cần ở Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay, Ukraine mất 2.300 quân nhân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 xe, 44 hệ thống tên lửa phòng không, 2 pháo phóng loạt và 15 pháo giả chiến trong chiến dịch Kursk. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về các cuộc không kích bằng máy bay ném bom Su-34 nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk, Nga. Cuộc tấn công nhằm vào lực lượng thiết bị quân sự của Ukraine và theo xác nhận từ tình báo Nga, các mục tiêu đã bị tiêu diệt trước khi phi hành đoàn trở về sân bay an toàn. Yếu tố giúp Ukraine đột kích thành công vùng biên giới Nga sau lần phản công thất bại. Chính sự bất ngờ là yếu tố quan trọng giúp Ukraine đột kích thành công và tiến sâu hơn vào vùng biên giới Kursk của Nga. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga diễn ra từ ngày 6 tháng 8, chỉ sau vài ngày Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Theo tờ New York Times, cuộc tấn công xuyên biên giới táo bạo cho thấy Ukraine đã chú trọng vào yếu tố bí mật trong hoạt động lần này. Cũng theo tờ báo, một viện nghiên cứu liên kết với quân đội Ukraine đã nghiên cứu các chiến dịch thành công trong lịch sử hiện đại và nhận ra rằng bên giành phần thắng thường không công khai điều gì trước khi tấn công. Và học thuyết này dường như đã được áp dụng cho quân đội Ukraine trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Chia sẻ với New York Times, một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine có tên Artem cho biết hầu hết các sĩ quan cấp cao Ukraine chỉ được thông báo trước 3 ngày thực hiện chiến dịch. Trong khi đó, những người lính chỉ được thông báo trước 1 ngày. Ngoài ra, Ukraine còn che giấu việc tập trung lực lượng dọc biên giới bằng cách dàn trải binh sĩ tại các ngôi nhà nằm rải rác khắp các ngôi làng và giả vờ tiến hành tập trận.
Đáng chú ý nhất là việc các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn không lên tiếng về cuộc tấn công xuyên biên giới suốt nhiều ngày, dù đã có thông tin cho rằng quân đội Kiev tiến sâu vào Kursk. Tới ngày 10 tháng 8, tức 5 ngày sau vụ đột kích, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới lên tiếng thừa nhận Ukraine đã tấn công lãnh thổ Nga. Ban đầu Nga cho rằng Ukraine đã huy động khoảng 40 xe bọc thép và 1.000 quân tham gia đột kích, nhưng trên thực tế con số này lớn hơn nhiều. Sự im lặng của Kiev lần này trái ngược hoàn toàn với cuộc phản công được phô trương nhưng thất bại vào mùa hè năm 2023. Vào thời điểm đó, các lực lượng Ukraine đã tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam, nhưng chỉ giành lại được hơn 500 km2 lãnh thổ. Ukraine trước đó từng tuyên bố mục tiêu chính của đợt phản công là cắt đứt mặt trận phía đông của Nga khỏi các tuyến tiếp tế qua bán đảo Crimea. Dù không công khai chính xác thời điểm thực hiện phản công, nhưng ý định tấn công của Ukraine vào các tuyến phòng thủ của Nga đã bị báo chí đưa tin từ giữa năm 2022. Việc Kiev mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công còn khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là một mưu mẹo hù dọa Nga. Hồi tháng 4, ông Zelensky đã viện dẫn lý do cho rằng phía Nga có thể đã biết trước kế hoạch phản công vào năm 2023 của Ukraine. Người Nga biết chúng tôi sẽ tấn công vào đâu, làm sao họ biết được, làm sao họ có được thông tin này. Tôi không thể nói với bạn điều đó, lịch sử sẽ trả lời, Tổng thống Ukraine cho hay. Còn lần này, Ukraine đã giữ kín thông tin trước khi triển khai đột kích. Trong khi ở Kursk, các lực lượng Nga dường như đã mất cảnh giác. Trước thời điểm triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin được cho cũng đã giấu kín ý định với các binh sĩ nước này. Nhiều nguồn tin cho hay một số lính lái xe tăng Nga còn không biết họ sẽ đi đâu khi đoàn quân Nga tràn qua biên giới. Kursk lửa đạn, Nga phản công mạnh mẽ khiến Ukraine phải chịu hậu quả nặng nề. Mặc dù ban đầu cuộc đột kích gây bất ngờ cho lực lượng Nga, Moscow đã nhanh chóng phản ứng bằng cách triển khai máy bay không người lái và bom lượng FPV, gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Những vũ khí này đã làm phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự và xe bọc thép do phương Tây viện trợ, đồng thời gây thương vong đáng kể cho các binh sĩ Ukraine, theo thông tin từ FT. Cuộc tấn công đã khiến lực lượng Ukraine phải điều động nhiều xe cứu thương và xe bọc thép, sơ tán y tế ra khỏi khu vực để xử lý thiệt hại. Dù vậy, số liệu về tổn thất vẫn chưa được xác thực hoàn toàn, đặc biệt là tuyên bố của Nga về việc Kiev mất hơn 1.600 quân trong cuộc đột kích này. Mục tiêu chiến lược của Ukraine trong cuộc tấn công là chiếm giữ lãnh thổ Nga để có thể sử dụng như một quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán, từ đó buộc Moscow phải giảm bớt sự hiện diện quân sự tại mặt trận Donbass. Trong cuộc phỏng vấn, một binh sĩ Ukraine tên Denis cho biết, chúng tôi chiến đấu ở đây và kiểm soát lãnh thổ của họ. Sau đó, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu và chúng tôi sẽ nắm trong tay một phần lãnh thổ của họ để đổi lấy đất của chúng tôi. Cuộc đột kích kéo dài suốt một tuần đã chứng kiến hàng trăm binh sĩ Ukraine cùng với sự hỗ trợ của xe bọc thép và hệ thống tác chiến điện tử tiến sâu vào vùng biên giới Kursk. Nga đã phản ứng bằng cách điều động thêm binh sĩ và hỏa lực để củng cố phòng tuyến, ngăn chặn quân đội Ukraine tiến xa hơn. Ông Dmytro Likhovy, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phải chuyển một phần các đơn vị từ mặt trận miền nam Ukraine về Kursk để bịt kín những lỗ hổng phòng thủ, và hiện tại các cuộc tấn công của Nga ở miền nam đã giảm đến mức ít hơn 10 lần so với miền đông. Theo báo cáo từ quyền thống đốc Kursk Alexei Smirnov, lực lượng Ukraine hiện đang kiểm soát một khu vực rộng khoảng 40 km và sâu 12 km vào lãnh thổ Nga, trong khi đó Kiev tuyên bố đã nắm giữ khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga sau một tuần đột kích. Tình hình căng thẳng gia tăng đã dẫn đến những tuyên bố từ phía Mỹ về chính sách hỗ trợ Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ferdinand Patel đã khẳng định rằng chính sách của Washington không thay đổi, cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công qua biên giới. Patel nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến cách thức thực hiện các hoạt động quân sự của Ukraine đều do Kiev tự quyết định và không có gì thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với các cuộc tập kích qua biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!